việc hàng loạt doanh nghiệp niêm yết không còn cổ đông lớn, sở hữu trên 5% vốn điều lệ, khiến cho nhà đầu tư nhỏ lẻ lo lắng. Thậm chí, nhiều người quyết định bán cắt lỗ cổ phiếu vì lo ngại doanh nghiệp sắp phá sản. Cổ đông lớn, tháo chạy. Công ty cổ phần đầu tư LDG vừa có thông báo không còn cổ đông lớn sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Khánh Hưng bán giải chấp thêm gần 5 triệu cổ phiếu trong 2 ngày 18 và 19 tháng 5. Theo báo cáo thường niên 2022, ông Hưng là cổ đông lớn duy nhất của LDG, nắm giữ 7,23% vốn vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, sau nhiều lần bị bán giải chấp, tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị LDG hiện đã giảm xuống chỉ còn 3,92%. Một doanh nghiệp bất động sản khác là Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, SQC, cũng trong tình trạng sạch trắng, cổ đông lớn từ cuối năm 2022. Cổ đông nắm cổ phiếu nhiều nhất tại doanh nghiệp bất động sản này là bà Nguyễn Thị Diệu Phương, vợ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trương Anh Tuấn, hiện đang nắm giữ hơn 18 triệu cổ phiếu, cũng chỉ tương đương 3,82% vốn. Thế nhưng, mới đây bà Phương cũng đã đăng ký bán gần như toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 5 đến 11 tháng 6. Trước đó, bản thân ông Tuấn cũng nhiều lần bán cổ phiếu và hiện chỉ còn nắm giữ 16,3 triệu cổ phiếu, tương đương 3,43% vốn. Như vậy, nếu bà Phương tái vốn thành công, tổng số cổ phần của gia đình ông Tuấn nắm giữ tại SQC cũng không đến 5% vốn. Các doanh nghiệp từng làm mưa làm gió trong giai đoạn thị trường chứng khoán dậy sóng năm 2021 nằm trong hoàn cảnh trớ trêu. Đơn cử Công ty Cổ phần Thai Holding, THD, cũng đang không có cổ đông lớn. Trước đó, tỷ phú Nguyễn Đức Thụy từng nắm giữ 25% vốn nhưng đã thoái sạch toàn bộ vốn từ giữa năm ngoái. Tương tự là trường hợp công ty chứng khoán VIX, hiện cũng không còn cổ đông lớn sau khi nhóm cổ đông liên quan đến ông Nguyễn Văn Tuấn đã hoàn tất việc bán ra 135,4 triệu cổ phiếu, tương đương 23,2% vốn vào cuối 2022. Hiện tại, cổ đông nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất tại VIX là bà Nguyễn Thị Tuyết, chị gái ông Tuấn, đang nắm giữ 21,4 triệu cổ phiếu VIX, tương đương 3,67% vốn. Thậm chí, một trong những doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trên sàn HOSE là Công ty Cổ phần Sam Holding, Sam, cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Doanh nghiệp này hiện không có cổ đông nào sở hữu trên 5% vốn điều lệ. Đáng nói, 5 thành viên hội đồng quản trị của doanh nghiệp này đều không sở hữu bất cứ cổ phần nào tại Sam. Mới đây, từ ngày 27 tháng 2 đến 28 tháng 4, Công ty Chứng khoán Quốc gia, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng Lê Sơn, còn bán ra toàn bộ gần 8,9 triệu cổ phiếu Sam, tương đương 2,34% vốn. Bất ngờ nhất là việc nhiều ngân hàng dù nằm trong tầm ngắm thâu tóm của các ông lớn, cũng gây bất ngờ khi công bố không có cổ đông lớn nắm giữ trên 5% vốn. Đơn cử là các ngân hàng như Việt Capital Bank, BVB, Bacombank, BAB. Đáng chú ý là trường hợp của Exim Bank, EIB, không còn cổ đông lớn sau khi cổ đông chiến lược là Sumitomo Mitsui, Nhật Bản, giảm sở hữu xuống dưới 5% đầu năm 2023. Không mở chợ có đông, có thể nói, việc các doanh nghiệp và ngân hàng bị cổ đông lớn nội bộ rút sạch vốn, khiến cổ đông đặt dấu hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lấy dẫn chứng từ trường hợp SQC, quyết định đăng ký thoái vốn của bà Phương chỉ vài tuần sau những phát ngôn đầy tự tin của ông Trương Anh Tuấn tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023 cuối tháng 4, giá trị sổ sách của SQC là hơn 9.000 đồng cổ phiếu, còn thị giá hiện tại chưa đến 5.000 đồng cổ phiếu nên đang hơi rẻ so với giá trị của công ty. Công ty tự tin cho đến năm 2024, SQC có thể quay trở về mệnh giá. Đối với trường hợp LDG, việc cổ đông lớn cuối cùng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị bị bán giải chấp cổ phiếu xuất phát từ thông tin Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành kết luận thanh tra dự án khu dân cư Tân Thịnh, Viva Park, tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai, do LDG làm chủ đầu tư. Theo đó, về mặt quản lý hành chính, kết luận thanh tra đề cập 20 cá nhân và 13 tổ chức có nhiều sai sót, thiếu trách nhiệm trong quá trình giải quyết thủ tục, xử lý hồ sơ và sẽ xử lý về mặt quy định của nhà nước. Thông tin này khiến cho giá cổ phiếu LDG lao dốc và số cổ phiếu mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị đang cầm cố bị công ty chứng khoán mang ra bán giải chấp. Theo một chuyên gia tài chính, việc không có cổ đông lớn sẽ khiến doanh nghiệp gặp nhiều bất lợi như thiếu sự hỗ trợ về kinh nghiệm vốn, thậm chí là các mối quan hệ làm ăn từ các ông lớn. Đặc biệt, với các cổ đông lớn có chuyên môn phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp dễ dàng nhận được sự tương tác về mặt quản trị, điều hành, giúp doanh nghiệp phát triển mô hình kinh doanh, mạng lưới phân phối hay tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới tốt hơn. Với lĩnh vực ngân hàng, các cổ đông lớn đặc biệt là cổ đông chiến lược không đơn thuần chỉ mang lại sự hỗ trợ về tài chính mà còn thúc đẩy quá trình số hóa. Kinh nghiệm từ các tổ chức lớn trong việc ứng dụng công nghệ là tài sản quý giá giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như quản trị. Không thể phủ nhận những lợi ích rõ ràng mà các cổ đông lớn mang lại cho doanh nghiệp. Thế nhưng,
sẽ không quá bi kịch nếu doanh nghiệp không có sự góp mặt của các cổ đông lớn trong các cuộc họp hội đồng quản trị. Trên thực tế, việc không có cổ đông lớn sẽ giúp cho doanh nghiệp bớt đi nỗi lo chia sẻ quyền kiểm soát doanh nghiệp. Trong trường hợp cổ đông lớn có ý đồ thâu tóm, thì hoạt động của doanh nghiệp chắc chắn bị tác động theo chiều hướng kém tích cực. Có thể lấy dẫn chứng về điều này qua trường hợp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, HBC. Việc các thành viên hội đồng quản trị đấu tố để giành ghế chủ tịch hội đồng quản trị của ông Lê Viết Hải đã đẩy tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam này vào tình cảnh cực kỳ khó khăn, thậm chí có nguy cơ đưa nhau ra tòa. Dù phía đối thủ đã thoái lui, nhưng với hội đồng quản trị HBC, thách thức vẫn còn ở phía trước khi doanh nghiệp đón nhận các cổ đông lớn mới. Khi đó, những cổ đông mới sẽ khiến quyền hạn và trách nhiệm của ban điều hành sẽ khó khăn hơn do phải chịu sự quản lý, chi phối, thậm chí can thiệp. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý trong công tác điều hành doanh nghiệp. Việc ra quyết định cũng sẽ không còn linh hoạt như trước đây và có thể mất nhiều thời gian, công sức để điều phối, tham vấn với các bên liên quan trong những quyết định. Điểm tích cực của hầu hết các doanh nghiệp không có cổ đông lớn là cổ phiếu sẽ giao dịch sôi động hơn. Nguyên do là không vướng quy định về công bố thông tin nếu không phải là người nội bộ hoặc người có liên quan, từ đó giúp thanh khoản của cổ phiếu cải thiện đáng kể. Không có cổ đông lớn sẽ khiến doanh nghiệp gặp nhiều bất lợi như thiếu sự hỗ trợ về kinh nghiệm, vốn, mối quan hệ. Nhưng ngược lại sẽ giúp cho doanh nghiệp bớt đi nỗi lo chia sẻ quyền kiểm soát doanh nghiệp, ý đồ thâu tóm, làm cho hoạt động doanh nghiệp bị tác động theo chiều hướng kém tích cực. Theo Đầu tư Tài chính, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.